Các bạn tin ca một này lấy 10 tiếng không? Bạn qua là tầm khoảng trưa trưa, mà tới tối bạn mới về. Bạn lấy ca một này bạn nghỉ 3 chặt. Ta nói nó phê từ đầu tới cuối luôn. Mà được cái khách không có đau, khách nằm chơi liên quân đã luôn. Nè, cái này là để nguyên một sàn mụn nha. Mình lấy xong rồi mình kiểm lại. Mà cái này á, mình nhấp nhẹ là mình thua đứt đuôi liền. Em Quỳnh ở Sài Gòn, chi nhánh là Tân Bình và Gò Vấp. Mấy bạn hỏi sao nhấp mạnh vậy? Nhấp nhẹ sao ra? Không ra được. Rồi mấy bạn hay hỏi là sao em khui đầu? Dạ em khui hết rồi. Em khui hết rồi. Em khui một lượt xong bắt đầu em vào em lấy. Không khui thì làm sao mà ra được. Mình lấy xong rồi một chập á, mình còn kiểm lại bằng tăm bông nữa cho nó chắc. Nhiều khi á nó không có ra. Còn ở Sài Gòn nha, chi nhánh là Tân Bình và Gò Vấp, nhà mình rảnh ghé em. Còn bên em là không giới hạn thời gian, lấy thoải mái về.